Hello, xin chào anh em. Và tôi đang ở vạch xuất phát của cự ly 21 km, và đây là cự ly cuối cùng và sẽ xuất phát vào lúc 1 giờ sáng. Và tất cả những cái vận động viên đều đang chuẩn bị, đang khởi động và rất là hồi hộp để mà tham gia cái giải Hà Nội đêm. Chắc chắn đây sẽ là một cái kỷ niệm vô cùng tuyệt vời, và hy vọng anh chị em chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký một cái giải chạy. Hôm trước có một người hỏi Huy là làm nào để có thể chạy được một cái giải như vậy, thì thực tế là Huy cũng không phải là cái người quá khỏe để mà chạy. Huy là cái người thừa cân và bị thoát vị đệm 17 năm. Vậy thì tại sao Huy có thể chạy được ạ? Cái thứ nhất đó là việc đầu tiên, đó là chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được. Việc thứ hai đó là chúng ta đăng ký một giải chạy và ép mình vào cái trạng thái là không thể dừng lại được. Mình đưa vào trạng thái là mọi việc đã xảy ra rồi. Đấy, và bắt mình vào cái trạng thái là mình vượt qua cái vùng thoải mái của mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ tập luyện, sẽ nghiên cứu và sẽ học tập, sẽ tìm hiểu để làm sao để có thể tìm ra được cái cách chạy phù hợp với mình và vượt qua nó. Và Huy đã vượt qua cái cự ly là 42 km. Còn cái giải chạy này thì là 21 km, đã đăng ký rất lâu rồi, thì do là cái Covid cho nên nó bị chậm đấy, cho nên là bây giờ mình mới tham gia đấy. Nhưng mà chúng ta thì muốn thành công, muốn có huy chương, thì việc đầu tiên là chúng ta tự tin và đăng ký một cái giải, sau đó thì mọi việc nó sẽ diễn ra. Cái bước chân đầu tiên là bước chân khó khăn nhất, không có gì là không làm được nếu mà chúng ta quyết tâm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em. Hello, xin chào anh em. Huy đang ở giải marathon Hà Nội đêm. Đấy. Chúng ta đang thấy các vận động viên xuất phát rất là đông ạ. Khoảng độ hơn 5.000 người tham dự cái chương trình giải marathon này. Đấy, và đây là một cái chương trình marathon, một giải chạy marathon rất là lớn của Hà Nội, của VN Express. Đấy, và Huy đã đăng ký cái giải này rất là lâu rồi, nhưng do dịch Covid bây giờ thì mới có thể chạy được. Đấy, và đấy là gì ạ? Đây là một cái giải mà mình thấy rất là thú vị, bởi vì khi mà mình chạy đêm ấy thì mình có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, và mình có cái cơ hội để mình ngắm nhìn thành phố Hà Nội vào đêm, và đó cũng thể là đấy là một cái trải nghiệm rất là quý giá, rất là khác biệt trong cuộc đời của mỗi con người. Cho nên là chúng ta nếu như mà ai đó mà đã chưa có cái trải nghiệm giống như vậy thì chúng ta gì ạ, hãy nhanh chóng đăng ký một cái giải chạy đêm Hà Nội để chúng ta có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hello, xin chào anh em. Tôi đang ở qua Lăng Bác và bây giờ đang là 3 giờ sáng. Bây giờ đang là 3 giờ sáng và chúng tôi đang tham gia cái giải chạy Hà Nội Marathon chạy vào đêm. Đó. Ok. Đấy, Lăng Bác rất đẹp, đây rất đẹp. Anh em, Huy đang chạy đến chỗ này là đang là Hồ Trúc Bạch. Đây là Hồ Trúc Bạch nhé. Và
những cái con phố vắng người. Tất nhiên có những cái người chạy thôi, còn hầu như là các nhà là đóng cửa đi ngủ hết rồi. Giờ này đang là 3:30 và một cái bài học ghi nhận ra trong cái quá trình chạy đêm đó là gì ạ? Mình cứ tiếp tục guồng chân thì nó đỡ đau, chứ còn dừng lại nó lại đau. Rất buồn cười, khi mà mình đau ấy thì mình tiếp tục mình chạy tiếp. Đấy, mình chạy tiếp thì nó lại hết đau, chứ mình dừng lại thì nó lại đau. Đấy, cho nên là nếu như mà chúng ta chạy mà chúng ta bị đau ấy thì chúng ta cứ chạy tiếp, chạy xuyên qua cái nỗi đau đấy thì một lúc sau thì chúng ta sẽ thấy nó hết đau. Điều kỳ lạ nó xảy ra như vậy, và trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy thôi. Khi mà chúng ta gặp những khó khăn ấy, nếu mà chúng ta dừng lại thì chẳng có gì xảy ra, nhưng nếu mà chúng ta tiếp tục vượt qua cái khó khăn thì cái khó khăn đấy nó không còn là khó khăn nữa, cái nỗi đau đấy nó không còn là nỗi đau nữa. Đấy, rất là thú vị. Cho nên là một cái bài học rất là thấm thía khi mà chúng ta trải nghiệm bằng thực tế rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tham gia các cái giải chạy bộ, tại sao chúng ta phải thử thách mình vượt qua cái diện giới hạn bản thân của mình. Đấy, trước đây thì Huy đã hoàn thành một cái cự ly 42 km với pace gần 10, tức là cái tốc độ. Đấy, và hôm nay thì Huy xác định là nó sẽ giảm xuống còn pace khoảng độ pace 8.5. Đó là mục tiêu của mình, không biết có hoàn thành được hay không, nhưng mình đặt mục tiêu và mình phải tập trung vào mục tiêu. Bất kể những cái điều gì nó gọi là rào cản, những cái tiếng nói nhỏ trong đầu mình đều phải gì ạ, đều phải vượt qua nó. Những cái tiếng nói nhỏ là những cái thứ mà nó khiến cho chúng ta dừng lại. Ví dụ như là đau lắm không vượt qua ở đâu. Ví dụ như là có thể là một số người bạn, một số đồng đội của chúng ta, họ chạy chậm hơn, họ muốn chúng ta chạy chậm cùng với họ để cho nó vui. Đấy, thế thì tất cả những cái thứ đó được coi là rào cản. Và với cái gì mình coi nó là rào cản thì việc của mình nó là gì ạ? Bỏ qua nó. Tức là bỏ qua những cái tiếng nói nhỏ nó khiến cho chúng ta không đạt được cái mục tiêu. Cái gì giúp chúng ta đạt được mục tiêu thì chúng ta gì ạ? Chúng ta làm. Cái gì không giúp chúng ta đạt được mục tiêu thì chúng ta gì ạ? Chúng ta không làm. Ok không ạ? Đấy, thì đấy là cái mà bài học mà Huy nhận được ngày hôm nay. Hello anh em, đây là con đường Phan Đình Phùng. Con đường này vô cùng đẹp anh chị em ạ. Sáng trưng và gì ạ? Vắng vẻ không có ai. Có lẽ là mình đang dẫn đầu ở top cuối. Mình đang dẫn đầu top cuối cho nên là không có ai. Thực ra phía trên này rất đông nhá. Đấy, thấy không? Đấy, rất đông. Rất là đông các vận động viên đang gì ạ? Đang chạy và bây giờ đang là 3:45. Rất tuyệt vời. Và cái không khí ngày hôm nay rất là mát. Nó hơi lạnh một chút. Với những cái người nào mà không tham gia chạy nó sẽ hơi lạnh một chút, nhưng với những người tham gia chạy thì nó rất là mát. Đấy, nó giúp cho mình đỡ mệt hơn. Tuy nhiên là với cái chân đang bị chấn thương, bị viêm gân gan bàn chân thì thực sự đây đã là một thử thách rất lớn. Với một cái đau không chịu nổi anh chị em ạ. Đang phải đi cả nhắc. Nếu tình hình này thì khả năng là P8.5 là không đạt. Đang phải đi cả nhắc rồi. Nhưng mà có lẽ mình sẽ tiếp tục chạy. Đường nào cũng đau, mình sẽ chạy và chịu đựng cái cơn đau. Để gì ạ? Đường nào cũng đau thì để đến vạch finish thì mình đau một thể. Còn bây giờ chưa phép đau. Chưa cho phép mình được đau. Mình phải quên đi cái nỗi đau. Và gì ạ? Và hoàn thành cái mục tiêu của mình. Bởi vì tất cả cái nỗi đau nó chỉ là một cái sự thử thách, nó chỉ là gì ạ? Thử thách cái giới hạn bản thân thôi. Nếu mà mình không vượt qua được cái nỗi đau thì mình sẽ bỏ cuộc, mình sẽ thất bại. Mà mình không thích cái cảm giác bị thất bại. Cái cảm giác đau đớn nó cũng rất là căng thẳng, rất là nguy hiểm, rất là mệt mỏi, rất là đau khổ. Nhưng cái cảm giác thất bại nó còn đau khổ hơn. Vì vậy là mình sẽ quyết tâm để đạt được cái mục tiêu của mình, mục tiêu do mình đặt ra. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn, chào anh em. Chuẩn bị về đích rồi anh em ơi. Về đích rồi.
xong rồi. Anh ơi, cho một tét nhạc sâu sâu thôi được mà. Bây giờ là gần 4 giờ sáng rồi, cả nhà ơi. Bye bye. Ôi, đã về đích rồi anh em ạ. Đã về đích rồi. Tuyệt vời quá. Đây là quầy chăm sóc thương binh sau khi mà là hoàn thành cự ly các cái cự ly. Rất nhiều thương binh anh em ạ. Đấy, đây là coi như bệnh viện dã chiến để chăm sóc các cái thương binh. Đấy, và mình đang xếp hàng để coi như là được chờ được vào chăm sóc. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, mặc dù là chân thì rất đau nhưng mà mặt vẫn tươi. Đôi khi là mình cũng cứ phải quên đi cái nỗi đau để mà cười thôi. Và ok, trong cuộc sống cũng vậy mà đúng không ạ? Có rất nhiều nỗi đau chúng ta phải chịu đựng mà chúng ta phải quên nó đi và vẫn mỉm cười với cuộc sống thôi. Và tí nữa thì chúng ta sẽ được các cái bác sĩ chăm sóc. Và là đang nằm cho các bác sĩ chăm sóc nha. Hello anh em, cuối cùng thì Huy đúng hoàn thành cái cự ly 21 km đầu tiên nhé. Đây là cái huy chương 21 km đầu tiên. Mặc dù mình đã từng chạy 21 km nhưng mà không có huy chương. Tức là chạy mình tập luyện thì 21 km mình đã từng chạy, nhưng mà đây là cái huy chương đầu tiên của Huy về 21 km. Và với cái pay tốt nhất, cái pay tốt nhất của mình đó là pay 8.1, pay tốt nhất là pay 8.1. Đấy, và cái mục tiêu của mình là 8.5, và cuối cùng mình đã hoàn thành với mục tiêu là 8.1. vô cùng tuyệt vời anh chị em ạ. Đấy, vô cùng tuyệt vời đó. Rất tuyệt vời. Và khi mà chúng ta gì ạ, khi mà chúng ta đã có mục tiêu, khi mà chúng ta quyết tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được. Đấy, mặc dù chân vô cùng đau anh chị em ạ, chân đau vô cùng luôn, nhưng mà gì ạ, nhưng mà vẫn hoàn thành đó. Thế này, ở đây mình thấy rằng là khi mà chúng ta cố gắng, nỗ lực, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ thì mọi thứ nó sẽ xảy ra. Và nếu mà chúng ta vì những cái lý do, vì những cái rào cản mà chúng ta không vượt qua được, chúng ta không quyết tâm để đạt được cái mong muốn cũng như là cái mục tiêu của mình, thì chúng ta sẽ có một cái thói quen, là thói quen của cái người bỏ cuộc. Và cái khi mà chúng ta chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được cái mục tiêu của mình đặt ra, thì khi đó những cái hormone chiến thắng nó sẽ tiết ra, nó làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng. Và khi đó thì sao ạ? Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái xu hướng là chúng ta sẽ nghiện những cái cảm giác chiến thắng này. Và khi đó thì chúng ta sẽ liên tục chinh phục những cái mục tiêu mới của cuộc đời của mình. Đấy, và xin chúc anh chị em chúng ta sẽ liên tục đạt những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, chỉ vì đơn giản là gì ạ? Mình thích cái cảm giác chiến thắng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.